Ui giời, kinh con này mổ chưa này. Ui. Ui con này, con này con nào nó cũng kinh luôn đấy. Gà, nhìn trong tập. Trời ơi. Đây chào mọi người, thì hiện tại là có một cô gái cô ấy phát hiện ra thấy cái gì động động ở trong cây dừa. Và hôm nay thì nhà đang chặt đốn hạ cái cây dừa lâu năm này đi đây. Ở bên này luôn à? Con nhìn thấy không? Con rắn ạ. Không biết. Anh Hưng, anh nên đầu trên chặn lại. Ui, đây này. Rắn trong kia kìa. Anh Hưng ơi, chặn cái đầu trên này. Trong đây này. Đây rồi này. Thấy rồi. Rút hẳn mấy cái đấy ra. Chưa thấy gì luôn đấy. Đây rồi. Sáng chẳng vừa chưa thấy gì mà nãy ra vừa thấy thì gì đây. Đây này nó một quả đây này. Đây một quả nữa này. Hai con. Gà chạy kìa. Rồi bình tĩnh. Anh ơi, chặn cái đầu cái này mà nó dãi rút hết từ cái cây dưới này à. Rút đi. Rút hết kẻ nó. Bọn này nó không bò xa đâu. Từ bình tĩnh. Rút hết ra là mình nhìn nó mới rõ được, không làm nó nấp cái là mình quét ngay. Rút đi. Đây này, chắc là chặt ở cái cây dừa này. Động ở đây là không biết là nó có cái tổ đáo ra rồi. U này to thế nhỉ. Rồi. Ui. Ê, cái này to luôn đấy ông ạ. Hả? Bị ôi đầu. Đầu kia như con đen đen kìa. Rút ra đi anh ơi. Rút ra. Rút ra mất hết. Đấy, bắt luôn. Ui con hổ mang. Đây này, dắt vào đây là nó cắn đấy. Từ bình tĩnh thôi. Anh ơi. Anh ra ngoài này. Đây này. Nó bắt con tô được anh nhá. Để cái xô sau kìa, tí bắt cho xô kìa. Đâu anh Hưng này, đây này. Nó chạy này. Ui ôi. Mẹ con hổ mang. Ui ơi. Thằng nó mổ ấy. Đáng chết đấy. Ui giời. Ôi mày, cái que bị nhà đầu luôn. Được anh, bọn này em bắt được. Bắt được không? Ui ôi, ăn nó phì kìa. Ây giời. Ôi giời, thằng này bắt này nó cắn của mẹ. Đây. Ui giời ơi. Kìa, đừng làm cái kiểu đấy. Ok. Bắt sợ nó cắn được thoát là độc. Ý. Chua bác ơi. Ôi giời ơi, kinh nghiệm nó đuổi ấy. Ui giải ơi. Ai nhìn này. Ui giải. Đây còn một cái đuôi nữa này. Ủa con này hình như là nó là con sao anh ơi. Đấy. Đây này. Hai con này kéo được rồi. Đây này, cái mùi bé tí luôn. Việt ơi, dưới tàu này còn con nữa này. Đấy đấy, từ chém. Tắt mẹ này đi. Này, ui con này bé. Cho mẹ xô kia, cho nhỏ nhỏ xô kia. Thì ôi, chắc là các ông đào mẹ cái gì vào đây vậy. Nó động nó mới ra này. Đây này, rút cái tàu ra kiểu diễn con này. Không lấy gì cái còn một con nữa. Đây ơi. Đây hai. Này nó mất rồi. Ui hai con nữa luôn.
Ui này. Ui. Còn không? Thế. Ừ, vừa bản chắc nó ở trong cái tàu này là. Đây này. Này. Ê, cái tàu nó mổ rồi này. Cho mẹ con này vào trong đấy đi. Ok, kìa. Nó đuổi nha. Ui. Nó đuổi mổ ấy. Ui. Chị em lấy xem mà có bao nào không? Kiếm bao đi. To bao kìa. Ôi này con này nó bò vào rồi này. Ui giời, chính là đánh mổ rồi. Ui. Ui này nó ngóc cao kìa. Này. Ui giời, ui nó mổ này. Ui nó phun nọc đầy cam luôn. Ở đây, anh ấy cho vào cái bao này này. Cho cái con nó chạy vào trong cái bao này. Đấy, nó tự bò vào sao kìa. Được, bao rồi. Này, lấy cái rẻ nâu cái nọc ở đi đây, đầy cam ở đây lọc ở. Này, yêu ơi, con này nó ác kìa. Ừ, dạ. Kinh thế. Con bé đâu kia, con bé bé đây này. Kệ nó. Ở đây toàn hổ mang thôi nhỉ. Đây. Đây này. Kéo nhá. Ui kìa nó mổ. Ui. Được chưa? Ua. Rồi. Kéo nhá. Lấy phát tay. Đi đấy. To nhỉ, con lấy to. Ừ, mẹ sân to nhỉ. To sân thì nó đỡ chạy linh tinh em. Hả? To sân đỡ chạy linh tinh. Ừ, không tầm đâu. Chị lại túng cái bao kia cái. To mẹ nó vào sân thì bắt cho dễ. Cầm anh cái bao rồi. Đây. Được rồi. Con nào tí về đi đấy, đốt đi tí còn đang là mua xăng mới đốt cái đoạn này đi. Đấy. Lấy cây, lấy cây. Đây này. Kìa, kéo kìa. Đây con này nó mổ ấy. Con nó sân rồi. Ây. Lấy đuôi. Yeah. Ây. Cảm ơn. Bao tím chiếc bám ấy. Ui ôi. Dã man thế nhỉ. Đấy, cái này chạm nói gì nó động rồi, nó tổ rồi. Đây này. Ui giời. Ui thấy không. Này nhìn này. Ba con luôn này. Đây mọi người thì chắc là ở dưới đây nó động cái gì ấy. Nên là nó mới ra nhiều như này này. Mặt tỉnh thế nhỉ. Nặng ngóc luôn. Ừ, giờ thì quần áo nó ngóc hết đầu lên. Ui. Nặng ngóc luôn. À. Ui. Nó màn thế nhỉ. Ấy thế là nó nhiều này luôn. May kinh khủng luôn. Đây là may có cái chị này. May là không may dẫm vào có cái là xong luôn. Đúng đang loay đi ở ngay chỗ đằng đấy chứ. Ừ. Mày bị cắn bắt chân. Mày. Mày khiếp. Ơi dạy con này con nào nó kinh luôn ý. Này, nhìn trông tẩm chưa? Này, ôi dạy cái nó ngóc đầu lên này. Đuổi à, không đuổi rồi. Ui. Con kia thì nhắm chạy thôi. Ừ. Con kia lùi nhanh kinh. Này, sao mày? Nhìn trông kinh chưa? Ôi hình như là vừa nãy là mình vừa cả em thấy anh xách cái túi phải không nhỉ? Thôi anh qua cầm túi qua. Thế ra đâu rồi? Đấy, mất đấy. Đâu, ừ đấy, thế mà vừa trò bao, vừa rõ ràng là mình nhìn thấy ông cầm cái túi mà. Cho con kia rồi đi. Hiền không anh ạ?
tiền gì bọn này. Ấy, nó đuổi người nó đớp ngay. Mổ chết. Dã man nhỉ. Đây là con nào ngóc ngóc đầu lên. Thằng đứa phát tay. Mẹ mày cứ đi đâu có theo đi. Ê ê ê. Mổ ấy. Dám ba con hổ mang. Ơ, một mình cầm một cái túi đã. Hai. Đấy, anh bắt hết rồi. Địt mẹ. Cho đi, cho đi. Đây bên đây, bên đây, bên đây này. Yêu kinh nó ngọc kinh nhỉ. Ý là. Ê. Nó mổ. Ngoại trông thế thôi là ở cái sân này nó không bò được. Kìa. Sân này nó không bò được, nó vậy đấy. Ui. Nó gì ạ? Nó gì ạ? Vào hết. Nó bắt luôn tay. Khiếp này. Con này á? Mẹ con này nó to. Con nhìn cái bành thôi. Ý da. Ý da. Trời ngày đấy nhỉ. Lắm lọc quá. Này ùn mắt liệu. Con này nó mổ ngay nó hãi gì đâu rồi nó mổ. Mẹ đánh bắt nốt đây. Rồi đi. Nó lại bò ra kìa. Ra. Hùng thế à? Ok. Năm con. Bán được con to à? Năm con hổ mang luôn. Bạn này đầy túi luôn. Bạn này. Ok viết. Đi anh em ra kia tìm tiếp. Rồi bây giờ anh em sẽ ra xem thử còn không. Con đang mua bá xăng về đốt. Mua mẽ xăng mà đốt hết chỗ này đi anh ạ.